chào Minh Vy. Chào bác, tụi con chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bác. Cảm ơn mấy con. Em ơi, ra nhận quà của tụi nhỏ nè. Ôi, cảm ơn các con. Quà đẹp quá, bác rất là thích. Chúc hai bác ngày hôm nay ngọt ngào, ngày mai say đắm, ngày mốt thăng hoa nha. Bụng bự khéo miệng, chúc hay quá. Cảm ơn các con. Sao bạn chúc gì lạ vậy bụng bự? Mình nghe ba mình chúc mẹ mình như vậy mà. Vậy là mình sai rồi hả? À, các bạn đến rồi hả? Lên phòng mình chơi đi. Mình có mua bộ xe đua đã lắm á. Wow, vậy hả? Mình lên chơi đi tay to. Mình không thích chơi đua xe đâu, chán phèo à. Vậy còn trò đố vui có thưởng thì sao các con? Là sao hả bác? Bác có một chiếc vé đi vào vùng đất thần tiên, ai thắng cuộc sẽ được. Nhưng thi gì vậy bác? Đề tài tự do, chỉ vật gì thì đọc đồng dao có tên vật đó, được không? Yeah, thích quá đi. Bác ra đề đi. Chủ đề đầu tiên là hoa. Con đọc trước cho. Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào thơm ngát hương, hoa nào tươi thắm nhất, đó là hoa bé ngoan. Mình biết bài này. Em được mẹ thương nhất, em được cô giáo yêu, khi nào em ngoan nhất, đó là hoa bé ngoan. Nhưng mà tay tôi đã đọc rồi, đốn đọc lại đâu được tính, phải không bác? Đúng rồi, tiếp theo là các loại rau nha. Con biết, tứ cho rau muống tốt tươi, tỏi hành lớn cộng chọc trời mà lên. Tứ cho rau ngô rau dền, ngọn lên trống lớn để đền công ta. Ba mẹ từng ra đề tài phù hợp với con gái không à? Bác ơi, ra đề tài thức ăn đi, đây là thế mạnh của con đó. Lúc nào cũng ăn, chưa chắc mình với bạn ai giỏi hơn đâu ha. Giờ đến con gà. À, con gà cục tác lá chanh, con lợn ngủ nỉn mua hành cho tôi. Mình cũng có nè. Em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nướng su sa bánh giò. Vậy là tay to thắng rồi. Vị tay to kể được nhiều bài đồng dao nhất và nhiều món ăn nhất. Con không chịu đâu, tay to là con gái thì biết nhiều món ăn là đúng rồi. Nhưng cuộc thi mới là chặng một. Để hoàn thành món lẩu, mẹ cần rất là nhiều loại nấm. Ai tìm được nhiều nấm nhất thì sẽ thắng và nhận được chiếc bánh kem này, được không? Wow, bác đốm làm bánh đẹp quá. Có cả một cái hoa hồng nữa nè. Để nhìn cho đẹp mắt con. Bác ơi, sao phải cần đẹp mắt? Con nghĩ muốn ăn thì còn ngon thôi được rồi. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Vậy hả bác? Sau này tay to lớn, tay to cũng sẽ nấu ăn vừa ngon vừa đẹp như bác. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi hái nấm nha các con. Tay to thua rồi. Mình đi hái nấm đi đốm. Tụi mình tới tảng đá đằng kia ngồi nghỉ mệt tí đi. Mệt quá à. Mới đi có chút xíu mà đã nghỉ. Chúng ta không đi nhanh thì sẽ không kịp nấu ăn đâu. Nhưng nghỉ có tí xíu mà, trời mát như vậy. Tao nói đúng đó. Tụi mình cố gắng hái nhanh đi. Nhìn trời trong xanh vậy thôi, chứ tí xíu là mưa ngay á. Mà mưa thì không về nhà được đâu. Cái gì mà trời mưa? Trời đang nắng đẹp và mát như thế này. Nhưng mấy bạn có thấy đằng xa xa trên bãi cỏ kia không? Thấy sao được, cỏ và hoa đẹp quá trời luôn mà. Chuyên gia thời tiết hả đó? Không phải hoa cỏ bông gì đâu, phía trên kia kìa, có thấy không? Quá trời chuồn chuồn luôn đó. Thì sao chứ, chuồn chuồn bay xuống hút mật hoa đó. Chuồn chuồn mà hút mật hoa gì, có phải là ong đâu chứ? Trời ơi, chuồn chuồn không phải bay thấp để hút mật đâu. Chuồn chuồn bay thấp là sắp mưa đó. À, mình nhớ ra rồi. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, đúng không đúng? Ừ, chúng ta đi nhanh đi, trời sắp mưa rồi đó. Rồi mình chia nhau ra hái nấm nha. Ai hái xong á thì về lại đúng chỗ này. Khoảng 30 phút nữa chúng ta có mặt ở đây nha. Biết rồi, mình sẽ là người hái nhiều nấm nhất cho coi. Còn lâu, mình mới là người siêng năng nhất nè. Mình sẽ được chiếc vé vào thế giới thần tiên. Đây là ghe thông, thì chắc chắn nấm mọc từ thông sẽ ăn được rồi. Đây là cây liêm, thì chắc chắn nấm mọc từ gốc cây này là nấm liêm rồi. Ôi da, ai đáp cái đất cao ở đây vậy nè? Ôi, đây là ủ mới.
Đây là nấm mới nè. Bà con ơi, nấm mới. Bây giờ mình sẽ tìm thật nhiều nấm để giành chiếc vé đi xứ sở thần tiên. Wow, quá trời nấm to đẹp luôn. Đủ màu đủ sắc luôn mới đã chứ. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Bụng bự, con giỏi lắm. Đây là vé đi xứ sở thần tiên, chỉ dành riêng cho con thôi. Nấm gì mà thơm quá à. Món lẩu nấm sẽ thơm nhờ nấm của mình. Màu sắc lại đẹp nữa. Nấm nhiều như vậy, mình vừa hái vừa ăn chắc không sao hết. Đau bụng quá. Trơm, tay to ơi, cứu mình với. Cứu mình với. Tay to, cứu với. Tiếng ai kêu như bụng bự vậy kìa. Cứu mình với. Bụng bự, bụng bự. Bạn bị sao vậy? Bạn ở đâu? Cứu mình với. Bụng bự bị gì vậy đó? Hả? Chắc tại bụng bự ăn mấy cây nấm này rồi. Chưa rửa mà ăn nên bị đau bụng chứ gì. Mấy cây nấm này màu đẹp thiệt ha đứa mà. Đừng đụng vào nó. Nó là nấm độc đó. Nấm độc hả? Ghê vậy. Vậy là bụng bự trúng độc phải không? Ừ. Giờ tụi mình phải tìm cách giúp bụng bự ngay. Lẹ đi đó. Cứu bụng bự đi. Bụng bự, bạn chịu khó chút nha. Mình sẽ giúp bạn hết ngay. Thôi rồi, bụng bự nuốt sâu vào trong bụng luôn, không có ói ra được. Vậy phải làm sao? Phải tìm cách khác thôi. Hay chúng ta khiêng bụng bự về nhà tìm người lớn giúp đỡ đi. Nhưng sợ không kịp á, vì cái độc tính của nấm này nó mạnh lắm. Không biết bụng bự ăn nhiều hay ít nữa. Ta to, bạn lấy giùm mình chai nước. Bây giờ chỉ còn cách là cho bụng bự uống thật nhiều nước rồi ép cho bạn ấy ói ra thôi. Đúng rồi, hết nước rồi, giờ phải làm sao? Thì chạy ngay ra suối mang nước về đây. Lẹ đi. Nhưng suối ở đâu? Ở đâu chứ? Ở bên phải đó. Đi thẳng rồi rẽ trái sẽ gặp dòng suối, hiểu không? Biết rồi, mình đi đây. Bụng bự, bạn ráng cầm cự nha. Mình sẽ cứu bạn. Không sao đâu, đừng có sợ. Đây, nước nè, bạn đưa cho bụng bự đi đó. Mau lên. Bạn uống nhiều nước vô rồi ráng ói ra hết nha. Sau đó mới khỏe được. May quá, bụng bự qua cơn nguy kịch rồi. Đốm, tay to, cảm ơn hai bạn nha. Nếu không, mình chết rồi. Tại bạn ăn nấm độc đó. Nấm càng có nhiều màu sắc sặc sỡ và càng nhiều hương thơm thì chất độc càng cao. Tại mình nghe mẹ Đốm nói màu sắc đẹp thì ăn sẽ ngon, nên nghĩ nó ngon. Không phải, đó là khi bài trí thức ăn đẹp mắt thôi. Chứ còn trong thiên nhiên, động thực vật nào có màu sắc đẹp đôi khi lại rất nguy hiểm đó. Thôi, lên đường về nhà thôi. Mình với Tay To hái nhiều nấm lắm, chắc đủ cho bữa nấu lẩu tối nay rồi á. Vậy là mình không được vé đi lạc vào thế giới thần tiên rồi. Nhà kính này là nơi nghiên cứu các loại thực vật mới đó mấy đứa. Wow, nhiều cái lạ quá. Có cây nào ăn được không bác? Có chứ, có cây bụng bự ăn được, mà cũng có cây ăn ngược lại bụng bự luôn. Wow, cây ăn thịt người luôn hả ba? Đúng rồi, ở nhà kính này có những khu vực nuôi trồng các loại thực vật ăn thịt.
Tại sao cây không uống nước mà phải ăn thịt vậy bác? Thực vật ăn thịt là để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt như nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng. Chúng được cho là đã tiến hóa 6 lần trong 5 đơn bộ khác nhau của thực vật có hoa. Hoa? Dẫn tụi con đi xem mấy cái cây đó đi ba. Không được, đó là khu vực nguy hiểm, con nít không được vào. Thôi đừng buồn, để ba dắt mấy đứa đi uống nước dưa hấu khổng lồ nha. Nè, uống đi mấy đứa, nước ép đó. Bác cho con xin ly nữa đi. Alo, có chuyện gì? Hả? Được, tôi tới liền. Bây giờ bà có việc gấp, phải đi ngay. Mấy đứa ở khu dưa hấu này chơi nha. Ê, ba mình đi rồi kìa. Qua khu gan thịt chơi đi. Ủa, không phải ba đếm nói là không được vào sao? Có gì đâu mà sợ, có mấy cái cây thôi à, mấy khi được nhà kính chơi đâu. Ngồi đây uống hết trái dưa hấu rồi về nha đếm. Đi xa chứ chưa cực. Qua đó mình ăn thịt luôn cái cây ăn thịt, hấp dẫn hơn. Đi thôi, tiến lên, vô. Đúng nghĩa bụng bự. Thấy lạnh sống lưng rồi đó. Có gì đâu mà sợ, nhìn bụng bự kìa. Đồ ăn, đồ ăn ơi, mi ở đâu rồi? Sẽ bị cuốn ngược lên cành cây. Hay quá ha, không chịu nữa sớm. Đáng đời. Mình mới lấy cẩm nang này ở ngoài cửa đó. Ồ, có cuốn cẩm nang này thì sợ gì nữa. Tiến lên mấy bạn. Đừng có dội mừng, khu ẩm ướt này là khu vực sinh sống của cây cỏ bơ đó. Cây đó có bơ hả? Ăn được bơ trên cây không? Ồ, cây cỏ bơ là một loại cây rất đẹp, dùng những chiếc lá của mình có chất dính để bẫy và tiêu hóa con mồi. Tay mình bị hút rồi nè. Rét quá. Tay to lên ghê. Vừa nói là đốm dính luôn kìa. Cái tật tay mày không chịu bỏ, lại cái đốm ra đi. Ê ơi, tay to, coi thử cái này là cái gì vậy? Nhìn có vẻ nguy hiểm quá à. Cây gọng phó là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Lá có nhiều lông, chứa nhiều chất lỏng có độ dính để bắt con mồi. Vậy chỉ cần đừng có đụng với mấy cái lông đó được rồi. Chạy đi. Trời ơi, dính quá trời dính luôn à. Đằng kia có cái lông nước kìa. Lại đó rửa sạch đi.
Này có một cây bẫy rùa đột biến to khổng lồ, có khả năng di chuyển. Chính là cái này nè. Nhưng lúc nó chưa để ý thì chuồn đi. Bên đây nó chạy đi. Bụng bự đúng là bụng bự. Gặp nguy hiểm là không ai chạy lại hết. Nhanh chạy ra cửa khu vực đi, ở đó chúng ta sẽ an toàn. Các bạn chạy đi, đừng lo cho mình. Không, mình sợ lại để chiến đấu cùng với các bạn. Bộ chết chồm vui lắm hả? Đòi ăn thịt bạn ta hả? Đừng có mơ. Mình tưởng bạn chạy trước bỏ tụi mình rồi chứ. Chết chùm đâu có vui. Đây là khu vực đầu tiên mình bị dây leo cuốn chân nè. Hay lắm bụng bự. Dùng dây leo để trói cái cây ăn thịt khổng lồ này lại. Nó chết rồi. Mình quên là mấy sợi dây leo chịu lực rất yếu. Chạy mau đi. Chết rồi. Lại cửa này chỉ có mở một chiều từ phía ngoài thôi. Tụi mình tiêu chắc rồi. Hên quá, bác không tới kịp là tụi con làm mồi cho cây rồi. Dạ, lỗi tại con rủ các bạn vậy nó nguy hiểm. Mai mốt không có như vậy nữa nha mấy đứa. Dạ. Ba cấm không cho vào đây chơi, chứ đâu có cấm mày hạt giống về nhà đâu. Chán quá. Biết chừng nào mới tới nơi đây. Bay tới rừng nguyên sinh rồi. Ủa, rừng nguyên sinh là sao? Rừng nguyên sinh là rừng già đó. Nói chung là rừng nguyên thủy trong thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi con người. Cho mình coi với, cho mình coi với. Có gì từ từ, lọt cái lũ qua cửa sổ bây giờ. Đốm hay quá đó mày.
dao. Chết rồi, nó bị tách ra rồi. Gặp nhau ở cái cây cao nhất. Bị lạc giữa rừng thiệt rồi. Thôi kệ, cũng còn vui hơn thở dài trên máy bay, chả có làm gì được. May là có mấy cái cây nó đỡ, chứ không thôi là đi bán muối rồi. Thôi chết rồi, thấy tiền bụng bự, tay to, hai mẹ nó bây giờ chắc đang hoảng loạn lắm luôn. Mẹ nghe thấy bây giờ. Chết rồi, dính quá. Gỡ xuống kia gì bây giờ? Đốm có lửa đá không? Xài thử đi. Đúng rồi, mình có nhặt được cái hộp diêm ở sân bay. Cháy rồi, cho thêm hai que nữa. Cháy mạnh luôn. Chạy thôi, trước khi nhịn mẹ tới. Cái lưới bự cỡ đó thì không biết con nhịn bự cỡ nào luôn á. Nhìn tôi vậy chắc là ngon lắm. Bạn đâu cần cái dành ăn vậy đâu đám. Con quen một bụi kìa. Ở trong rừng á, đừng có ăn trái cây lạ, lỡ có độc rồi sao? Ha, nhưng mà đói bụng quá trời. Nhìn trái tươi như vậy, chắc là ăn không sao đâu. Thôi ăn một hai trái. Trái rừng không có phun thuốc trừ sâu, có khi sạch sẽ hơn ngoài chợ nữa. Không được, lỡ ăn chúng trái cây có độc thì đào đâu ra thuốc đau bụng. Nhưng mà mình có cách để hết đói. Cách gì? Bạn có đem theo đồ ăn hả? Cách tốt nhất là theo dõi động vật sinh sống ở đây. Nếu chúng ăn được thì mình cũng ăn được. Đó, trái đó ăn được đó. Sợ lửa. Nổi lửa lên đó mày. Bập bùm bập bùm bập bùm bập bùm cháy lên đè. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bập bùm
Hả? Lúc nãy đốt chi nhiều rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Hơi kỳ này tiêu thật rồi, trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thứ mà gần chết chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi. Giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp dân như vậy nào thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. À, 100% bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm. Ê, dậy đi, có máy bay tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng cửa lớn thành ba đóng cửa nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Trở về với văn minh, được ăn đùi gà rồi, không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah, mai mốt á không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi con không đi chung với bụng bự nữa. Không quan tâm, đùi gà ơi, ta tới đây. Mình đố mấy bạn, tại sao loài khủng long lại bị tuyệt chủng? Ăn nhiều quá, bụng bự lên, nổ bùm chết. Có mà bạn ăn nhiều nổ bụng chết á? Tại mình thấy trong hình á, con khủng long nào cũng bự chứ bộ. Tầm bậy nè, sách nói là vào 65 triệu năm trước, một thiên thạch đâm vào trái đất, giải phóng ra một lượng cát bụi và khí độc vào không khí, che phủ cả bầu trời. Đúng rồi, thiên thạch đâm vào trái đất khiến khủng long bị tuyệt chủng đó. Thông báo khẩn cấp, hiện nay có một thiên thạch đang hướng về trái đất. Đề nghị mọi người sơ tán, đề nghị mọi người sơ tán. Trời ơi, xảy ra thiệt rồi kìa. Hả? Không ngờ miệng mình lên như vậy. Không chịu đâu, còn biết bao nhiêu món ăn chưa ăn mà. Tuyệt chủng rồi ăn được cái gì nữa đâu. Bà nói nghe tin gì chưa? Tình hình khẩn cấp lắm rồi, mọi người trốn vào hầm trú ẩn đi. Ôi trời ơi, thôi mình chạy về với mẹ đây. Mình cũng về nhà thông báo cho nhà mình đây. Giờ sao đây mẹ? Không sao đâu con, ba con sẽ có cách. Tình hình thế nào rồi? Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị hỏa lực để phá hủy thiên thạch rồi. Tốt lắm, nhớ cẩn thận, sự tồn vong của loài người nằm trong tay của các anh. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Bắn! Thôi xong, chúng ta thất bại rồi. Chuẩn bị nạp năng lượng, bắn lần thứ hai. Bộ phận năng lượng quá tải thưa sếp.
làm nguội bộ phận năng lượng và chuẩn bị bắn tiếp. Thông báo khẩn cấp, lần bắn đầu tiên đã thất bại. Nguy rồi, lần thử đầu tiên thất bại rồi. Hy vọng lần thứ hai sẽ thành công. Đâu rồi? Thông tin về thiên thạch. À, đây rồi. Bụng bự hả? Tay to hả? Mình tìm ra cách phá hủy thiên thạch rồi, nhưng mình cần sự giúp đỡ của hai bạn. Sao được? Cái hình là gì? Làm sao để phá hủy thiên thạch được? Đừng nói là bạn hủy phi thuyền và thiên thạch nha. Lệ hy sinh chết chùm đó. Các bạn bình tĩnh, đừng có hấp tấp chứ. Các bạn có biết sự khác biệt giữa thiên thạch, sao băng và sao chổi không? Hình như tất cả đều là đá bay bay ở ngoài vũ trụ. Những khối đá nhỏ bay vào vũ trụ được gọi là thiên thạch. Khi bay vào khí quyển trái đất bốc cháy gọi là sao băng. Còn sao chổi cấu tạo chủ yếu từ băng nên gọi là sao chổi. Ồ, lạ quá ha. Sao băng thì bốc cháy, còn sao chổi thì lại cấu thành từ băng. Ê ê, mấy cái đó thì liên quan gì tới cuộc trái đất? Tức là thiên thạch đang nằm tới trái đất kia sẽ bốc cháy thành sao băng, và đối thủ của nó chỉ có là sao chổi thôi. À, vậy đó là lý do tại sao bạn tới Nam Cực phải không? Ủa, sao không phải là Bắc Cực? Vì Nam Cực là nơi Bắc Cực rất nhiều, là nơi tốt nhất để kiếm băng làm sao chổi. Go go, kế hoạch sao chổi. Làm như vậy á mà bắt đi cắt băng, lạnh quá. Cố lên, thiên thạch mà đâm vào là không còn gì để ăn đâu. Bây giờ cắt băng sao đây? Chúng ta sẽ cắt băng bằng muối. Muối? Đúng vậy, muối có thể làm tan băng bằng cách trung hòa nhiệt độ của băng với môi trường xung quanh. Vậy thì mình làm liền đi. Nhưng ba mình nói nếu quá lạnh nên nhiệt độ âm 20 trở đi, muối sẽ thường không có tác dụng nữa, nên mình sẽ dùng natri acetate. Sao có mùi giống như mùi giấm đó? Đúng rồi, natri acetate là chất dùng để tạo vị giấm cho khoai tây chiên và có vị mặn và vị chua đó. Tưởng gì, chứ cái này mình ăn hoài à. Bây giờ chúng ta sẽ đợi khi thiên thạch tiến vào khí quyển của trái đất trở thành sao băng. Khi đó ta sẽ phóng cục băng này với hỏa lực cực mạnh biến nó thành sao chổi. Sao băng và sao chổi, trái đất được cứu. Kế hoạch sao chổi thành công rồi. Nhưng tia laser mạnh vậy còn không phá hủy được, liệu sao chổi đủ mạnh không? Mình đâu có bắn trực diện như tia laser đâu, mình sẽ bắn theo đường vòng cung để sao chổi đạt đủ gia tốc cần thiết và va chạm vào đồ bên hông để tạo sát thương lớn hơn. Hiểu rồi, nhưng mà lấy cái gì bắn đây? Cục băng bự quá trời quá đất luôn. Bạn nghĩ mình đến đây mà không gọi cho chuyên gia về vũ trụ sao? Đúng, và các bạn giỏi lắm. Bây giờ chúng ta có cơ hội cứu lấy trái đất rồi. Cảnh báo, cảnh báo, thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất. Thiên thạch sắp đi vào tầng khí quyển của trái đất.
Thiên thạch sắp bốc lửa và trở thành sao băng. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mọi người chuẩn bị khai quả. Cánh tọa độ, tất cả sẵn sàng. Thành công rồi, trái đất được cứu rồi. Thành công rồi, yeah, trái đất được cứu rồi. Kế hoạch sao trở thành công. Cuối cùng cũng tới lứa thu hoạch rồi. Ba làm nhà khoa học mà sao ba trồng cà chua thua bác bò vàng nữa? Con nói vậy là sao? Sao lại như vậy? Bữa hổm á, đốn qua nhà bác bò vàng, thấy bác có nguyên vườn cà chua chín đỏ rực luôn, mà trái thiệt là to. À, ba hiểu rồi. Có chuyện gì hả ba? Có lẽ bác bò vàng đã dùng thuốc tăng trưởng cho nên trái cà chua mới to như vậy. Trưởng là gì? Là thuốc rất độc. Nếu ăn những thực phẩm có chất này sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Thì ra là vậy. Thôi, chúng ta đi hái cà chua đi con. Tuân lệnh ba. Mưa tới hay là cái gì vậy? Lại cho cháu đó ba. Trời đất, sao mà nó to quá vậy? Nè, các ngươi định làm gì vậy? Lũ châu chấu đáng ghét. Nè, lũ châu chấu kia, đây là vườn cà chua của ta. Các ngươi mau biến đi chỗ khác, nếu không thì phải trả tiền bồi thường đây. Ba, ba có sao không? Ba không sao. Chúng nó hung hăng quá. Mình phải làm sao bây giờ hả ba? Bọn này chắc chắn đã ăn trúng thuốc tăng trưởng nên mới lớn như vậy. Thuốc tăng trưởng? Là thuốc mà bác bò vàng xịt vào trong vườn của bác á hả ba? Ừ, có thể là bác bò vàng đã xịt trúng nó, làm cho nó lớn lên như thế này. Vậy làm sao hả ba? Nếu không á, chúng sẽ tàn phá hết rau xanh của chúng ta á. Điều này ba vẫn chưa nghĩ ra. Con tưởng ba là nhà khoa học, cái gì ba cũng biết hết chứ. Thôi, chỗ này hết rồi, ba đi chỗ khác đi tụi bay. Đại ca, em thấy cà chua ở đây ngon quá. Nhưng có còn miếng nào nữa mà ăn? Ý em là sao chúng ta không bắt lão kia về trồng cho chúng ta ăn? Ăn mấy chỗ kia thuốc trừ sâu không à? Em bị đau bụng mấy lần luôn á. Ý kiến hay. Ta sẽ bắt ông ta trồng thật nhiều rau sạch cho chúng ta, để chúng ta ăn từ từ. Đi thôi. Cái gì vậy? Cái gì thế này? Ba! 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 Đốm! Đốm! Cứu ba! Ba! Trả ba lại cho ba! Tại sao lại có bọn châu chấu to như vậy hả Đốm? Mình không biết nữa, nhưng ba mình nói có lẽ do chúng bị trúng thuốc tăng trưởng. Vậy làm sao chúng ta có thể đi về được chúng bây giờ? Mình không biết, nhưng chúng ta có thể tìm nó trong phòng nghiên cứu của ba mình. Nhưng chúng ta biết cái nào sẽ giúp được mình hả Đốm? Mình cũng không biết nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là mình thử tìm trong sổ ghi chép của ba Đốm xem sao. Đúng rồi, toàn là hình vẽ và con số, tìm biết bao giờ mới ra đây. Wow, hoa đẹp quá, còn có trái nữa chứ.
rất là ngon lắm đây. Đốm đúng dẻo. Sao vậy Đốm? Đây là hoa phù thủy. Hoa phù thủy? Đúng vậy. Sao gọi là hoa phù thủy vậy hả Đốm? Bởi vì nó có khả năng thôi miên người khác. Không hiểu gì hết á. Nếu ai ăn nó thì sẽ làm theo lời người khác nói, cái gì cũng làm hết á. Ê, ghê quá. Ê, chuyện gì vậy Bụng Bự? Sao chúng ta không dùng nó để thôi miên lũ cho cháu ha? Dùng nó? Bây giờ tụi mình phải tìm cách để bọn cho cháu ăn trái này. Hả? À, mình đã có cách. Cách gì? Không được, không được. Bác không giúp con thì con không thể cứu được ba của con. Nhưng như vậy thì sẽ hư hết vườn cà chua của ta. Con năn nỉ bác mà. Thôi, cháu hãy đi tìm vườn của ai khác nhờ giúp đỡ đi. Nếu bác không giúp á thì mai mốt lũ cho cháu ăn hết chỗ khác cũng ăn luôn vườn nhà bác thôi. Mà biết đâu chừng á, chúng ăn hết rau sẽ chuyển qua ăn thịt chúng ta. Các cháu đừng có dọa ta, ta không dễ bị mắc lừa đâu. Chính bác là hung thủ làm cho bọn cho cháu biến thành khổng lồ. Nếu cháu nói chuyện này cho hội bảo vệ thiên nhiên vũ trụ thì bác sẽ bị bắt giam. Ta đã làm cái gì? Chính bác phun thuốc tăng trưởng với cà chua làm cho bọn cho cháu dính thuốc mà to lên như vậy nè. Ta vậy bác có giúp được cháu không? Thì ta sẽ giúp. Không ngờ Đốm lại nghĩ ra cách nghiền hoa phù thủy ra để phun lên vườn cà chua của bác bộ vàng. Đốm thật thông minh. Kỳ này bọn cho cháu mà ăn cà chua nhất định sẽ bị chúng ta thôi miên. Mình ngồi đây làm gì vậy Đốm? Chúng ta đợi bọn cho cháu đến đây. À, thì ra là vậy. Kìa, bọn chúng tới rồi kìa. Mình ăn vườn này hả đại ca? Ăn đại thôi chứ biết sao giờ. Ông chủ vườn xịt thuốc nhiều quá à, ăn có bị sao không đại ca? Chúng ta nhờ thuốc của ông ta mà lớn như thế này thì còn sợ gì nữa chứ. À hiên, chúng bay đâu, tấn công. Bọn mình ra tay thôi. Tấn công. Cái gì vậy Bụng Bự? Thì tấn công bọn chúng. Đâu phải đánh nhau kiểu đó đâu. Bụng Bự ham đánh nhau quá. Vậy phải làm sao? Xem mình nè. Bọn cháu kìa. Ai mà dám hỗn hào thế? À thì ra là con trai của lão già nhà Đốm kia. Để em xử nó cho đại ca. Ừ. Ta sẽ cho ngươi biết tay. Tên kia, mũi cho ta xem đi. Ngươi làm gì thế hả? Còn ngươi, cũng múa cho ta coi. Ngươi dám kêu ta múa? Hay quá. Mấy đứa con thiệt là giỏi, đã nghĩ ra cách cứu ta. Nhờ Đốm với Bụng Bự thông minh đó bác. Chuyện nhỏ thôi. Vậy bọn cho cháu này, chúng ta làm gì với chúng bây giờ hả bà? Hay là mình đem nó về nuôi để dành cởi đi học nha Đốm. Nhưng mình lấy đâu ra cỏ cho nó ăn đây chứ? Hay mình tiêu diệt nó đi ba. Chúng không có lỗi gì con à. Chúng cũng là nạn nhân của những người dùng chất độc để trồng trọt mà thôi. Cách này cũng không, cách kia cũng không. Vậy biết làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bảo chúng nó bay vào rừng. Chúng sẽ sống ở trong đó. Ba thật là sáng suốt. Ba là ba của con mà. Mà công nhận chúng khỏe ghê. Chở chúng ta nãy giờ mà không mệt. Ừ, chứ không nó quăng chúng ta xuống như kia rồi. Nếu
Nếu mấy đứa không cứu ta thì có vẻ như sẽ an toàn hơn, có đúng hay không? Ba nói đúng á, con cũng nghĩ vậy nữa. Con xin lỗi, tại con tất cả. Con à, không biết làm gì luôn á. Các em trật tự. Học sinh đứng. Cả lớp ngồi xuống đi. Hôm nay cô có quà cho cả lớp nè. Cô sẽ cho mỗi bạn một hạt dưa hấu bong bóng. Lớp chúng ta sẽ thi xem ai trồng được trái dưa to nhất. Phần thưởng sẽ là một hộp bánh quy thật to. Không biết khi trồng lên thì sẽ trông như thế nào ha. Cứ trồng thử rồi sẽ biết thôi. Hộp bánh quy kỳ này của mình là cái chắc. Ủa, phần thưởng là đồ ăn mà bạn không hào hứng hả Bụng Bự? Trời ơi, trồng ba cái này cực muốn chết mà chưa chắc được giải nữa. Thôi, mình không có ham. Vậy mình lãnh giải thưởng thì đừng có xin nha. Không được, mình cũng thích ăn bánh quy lắm. Hộp bánh đó phải là của mình. Xong nhiệm vụ rồi. Mai có lên được hay không thì cũng kệ. Ủa, có chuyện gì mà mấy bạn bu đông quá vậy? Trái dừa của đớm mọc rồi nè, bay lên luôn rồi. Bay được luôn kìa. Trái của mình cũng đã nở rồi, nhưng chưa bay được. Kỳ này chắc đớm nhận giải rồi. Sao mày không chịu bay lên như những trái dưa hấu khác chứ? Không thể để bánh quy lọt vào tay kẻ khác được. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem trái dưa của ai là to nhất nha. Không hiểu sao sáng thức dậy thì trái dưa của em héo còn có nhiêu đây à? Tại mấy bạn trồng dở quá đó. Nhìn trái dưa của mình nè, bự chưa? Chứ không phải, tại bạn giới trò hả Bụng Bự? Mình không hiểu mấy bạn nói gì hết trơn á. Tối qua mình đã quay được cảnh mạng lén vào nhà mình phun thuốc trừ sâu hạng nặng lên trái dưa của mình. Bạn nhắm chân không lại nên bày trò đạp người khác xuống để nâng mình lên như gì? Tại mình thích ăn bánh quy quá chứ bộ. Cô vốn định chuẩn bị tất cả mỗi bạn một phần quà bánh quy để khích lệ tinh thần, nhưng có vẻ như Bụng Bự không được ăn rồi. Chính trái dưa của em á cũng buồn nên không bay được đó. Mình nhận ra lỗi của mình rồi. Sau này mình sẽ lấy phần thưởng để làm động lực phấn đấu, chứ không phải tìm cách chơi xấu nữa. Bạn biết nhận lỗi như vậy là tốt rồi. Bum 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 chị bum 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 bum. Chúng em chào cô ạ. Bum 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 bum. Chạy lên đi ngọn lửa cao nguyên. Dạ, chúng em chào cô. Ngồi xuống đi. À, cô vừa có một ý này hay lắm. Sao hôm nay lớp chúng ta không đi tham quan hành tinh âm nhạc ha? Oh yeah, cô là số 1. Hành tinh âm nhạc hả cô? Mình đi thử đi thử. Hai tụi em đi thử đi. Bụng Bự có vẻ thích nhạc quá ha. Âm nhạc là một môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt đó các em. Âm nhạc giúp cho cuộc sống con người sinh động và thú vị hơn đó. Mà đâu có ai gì nghe nhạc như Bụng Bự đâu, phải không cô? Tại sao các em không tự tìm hiểu ở hành tinh âm nhạc nè? Wow, những nốt nhạc kìa, bay nhảy khắp nơi luôn. Lớp chúng ta đi tham quan nha. Ở hành tinh âm nhạc có rất nhiều vùng đất dựa trên những phong cách và thể loại nhạc khác nhau. Chúng ta có nhạc hiện đại, nhạc cổ điển nè, nhạc êm dịu nè,
rất 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 nhiều luôn. Có thể nói âm nhạc là thứ kết nối mọi người và ai cũng có thể nghe nhạc được. Vùng đất giao hưởng. Ồ, âm nhạc có thể nghe du dương quá cô ha. Đúng rồi, nhạc giao hưởng được xem như loại nhạc xua tan đi mọi mệt mỏi. Khi em bé nghe còn có thể phát triển trí tuệ nữa. Nhạc gì mà nghe sến quá à. Em qua bên kia chơi nha cô. Hai anh cũng thích nghe nhạc điện tử hả? Chứ sao, quẩy lên đi mới đua. Yeah, lên là lên là lên là lên. Tắt nhạc hay. Sao mọi thứ sơ sát quá vậy? Ui da, tự nhiên lỗ tai của mình nhức quá ta. Đạp đổ thùng rác, lăn trên bãi cỏ là do em làm đó bụng bự. Còn lỗ tai nhất là việc kết cấu tai trẻ em chưa chịu được âm thanh lớn liên tục. Nếu tiếp tục nghe nhạc lớn thường xuyên có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc luôn á. Cô giáo nói đúng rồi đó anh bạn nhỏ. Em thử tìm nghe những loại nhạc thiếu nhi đi, thích hợp với lứa tuổi của mình. Hồi còn nhỏ anh cũng nghe nhạc thiếu nhi không à. Bây giờ em hiểu rồi. Cảm ơn cô và anh đã chỉ cho em một bài học về âm nhạc nha. Cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mà đi chụp hình đây. 2, 3 cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích cho coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á tay to, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ai, à. Ê, đau quá à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình, rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi, có ai đó đang nhéo vào tay mình. Nguyên nhân ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình vẽ đôi tay là mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây trường trị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn khắc lên cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Thừa. Một ngôi sao sáng bằng bếp pháp sáng thì bỏ đi cho rồi.
lửa bị tắt rồi. Chắc là tại gió to quá đó. Thắp lại đèn là được à. Hả? Hình như là có tiếng ai khóc thút thít thì phải. Chia ra đi tìm thử đi. Bên đây không có gì hết á. Ở trên tán cây kìa. Ồ, có một ngôi sao. Bạn làm sao vậy ngôi sao nhỏ? Ơ, mưa rồi. Chạy nhanh về nhà, không thôi là cảm đó. Mấy đứa có bị ướt không? Dạ không mẹ ơi. Hên quá, trời vừa mưa nên chưa có lớn. Ủa, tại sao ngôi sao này lại khóc vậy? Tại con thấy tuổi thân với tình cảm gia đình của mọi người quá. Anh em của con lúc nào cũng hất hủi con. Tại vì con là ngôi sao mà không biết phát sáng. Con nói con là đồ bỏ đi nữa. Ôi, vậy là không được rồi. Lời nói đâu có mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau chứ. Chắc là tại anh em con suốt ngày chê bai nên sao nhỏ mới bị mất tự tin. Nhưng mà bác tin là con làm được đó. Thấy chưa? Không được mà. Con chỉ là đồ bỏ đi thôi. Cố lên đi. Mình tin mẹ làm được mà. Tất cả mọi người ở đây đều tin mẹ làm được. Sao nhỏ kìa, nó còn sáng hơn mặt trăng nữa. Sao mà sáng dữ vậy? Đó là tiền lực đồng yêu của mọi người giúp mình tin vào bản thân. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Tạm biệt số nhỏ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá. Nấp vào cái đám mi này đi. Ráng lên con, thầy Pháp sắp tới rồi. Wow, thầy Pháp đã tới rồi đây. Ai có bệnh tật gì khó chữa, đã có thầy đây. Thầy tới rồi. Thầy xem giùm thằng con nhà tôi, sao nó bệnh gì mà ho sặc sụa à. Đừng có lo, để cho thầy xem. Có chuyện gì không ổn hả thầy? Con chị bị bệnh rất là nặng, không ổn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao đây hả thầy? Phải cần một nguyên liệu đặc biệt để chữa bệnh. Đó là gì hả thầy? Tai thỏ. Ồ. Phải tìm cho được một cái tai thỏ thì mới cứu được con của chị. Mình đánh nha. Chị nhìn kìa, có thứ mình cần tìm rồi. Tai to đánh cầu siêu quá à. Cũng thường thôi. À, cháu gái à, cháu có đôi tai đẹp ghê. Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có thể cho ta một cái không? Dù sao cháu cũng có hai cái tai lận mà. Làm sao cháu có thể cho cô tai của cháu được? Cô cần tai thỏ để cứu con của cô. Nó bệnh nặng lắm. Không được. Tai có tác dụng đón lấy âm thanh và truyền tới màng nhĩ, giúp ta có thể nghe được. Không hề có tác dụng chữa bệnh. Nếu con cô bị bệnh, cô có thể đem tới bác sĩ để khám. Đừng nhiều lời. Tai thỏ là một nguyên liệu rất quý. Đây là cách chữa bệnh từ ngàn đời nay rồi. Nếu mà chữa bệnh mà lấy tai của người khác thì người bệnh cho dù được khỏe mà cũng chẳng vui đâu. Chị chuột ơi, chỉ cần cắt được cái tai này, con chị sẽ khỏe lại liền thôi. Bà làm cái gì vậy? Tôi đang cứu con của bà cơ mà. Tôi không cần nữa. Con tôi khỏe mà người khác phải mất tai thì tối nay tôi ngủ cũng không ngon. Tôi không cần ông nữa. Tôi sẽ cho con tôi đi bệnh viện, chứ không phải cầu cứu hữu tục như mấy người nữa. Bà đi đây. Ôi trời ơi, con tôi. Anh đã bị bắt vì hành nghề mê tín dị đoan, can thiệp y tế phản khoa học. Anh đừng hòng trốn lệnh truy nã nữa.
cảm ơn các cháu đã giúp cô nhận ra những hủ tục từ xưa tới nay thì cần được bài trừ, chữa bệnh thì phải có khoa học. Cô xin lỗi bé gái này nha. Bây giờ thì mình đưa con cô tới bác sĩ ngay đi, để bạn khỏe trở lại. Đi đi cô, nhanh lên. Thank you.